Đấy là ba nơi mà chúng ta không nên bỏ qua khi đến Las Vegas. Thứ nhất, đó là con đường chính của Las Vegas. Thì con đường này chắc lẽ là không ai có thể bỏ qua được. Nhưng mà quan trọng là các bạn nên thưởng thức được cái vẻ đẹp ban ngày và ban đêm luôn nhé. Tại vì ban ngày thì chúng ta sẽ nhìn rõ được tất cả các vẻ đẹp của những cái tòa nhà và những cái khách sạn xung quanh con đường Las Vegas này. Nhưng mà các bạn đòi hỏi các bạn phải đi bộ từ đầu đường đến cuối đường thì các bạn mới thưởng thức được những cái vẻ đẹp của từng một cái tòa nhà khác nhau nha mọi người. Còn vào ban đêm thì chúng ta đến Las Vegas, con đường chính này thì chủ yếu là đèn họ trang trí rất là đẹp vào ban đêm. Và đây là buổi diễn cái nhạc nước phía trước của Bellagio mọi người. Bellagio thì đây là một cái nơi mà nó gọi như là trung tâm của cái con đường chính của Las Vegas này rồi. Thì họ có một cái hồ phía trước và họ biểu diễn nhạc nước. Tầm khoảng 30 phút thì họ sẽ biểu diễn một lần. Và buổi tối sau 8 giờ thì cứ 15 phút họ sẽ biểu diễn một lần mọi người. Ok, thì bây giờ mình sẽ mời mọi người cùng theo dõi cái show Water ở trước Bellagio nha mọi người. Còn đây là điểm thứ hai mọi người, đó là Downtown Las Vegas về ban đêm. Thì khi các bạn đến Las Vegas mà muốn xuống Downtown của Las Vegas để xem cái biểu diễn đèn bên trên thì các bạn nên đi vào ban đêm thì nó sẽ đẹp hơn mọi người. Tại vì ban đêm chúng ta sẽ nhìn thấy được rất là rõ những cái đèn ở đây. Khi họ lên đèn thì nó rất là đẹp. Ok, thì bây giờ thì mời mọi người cùng đi một vòng với mình ở Downtown của Las Vegas nhé.
Và điểm thứ ba đó là quả cầu đèn LED lớn nhất thế giới mọi người. Quả cầu này đã được khánh thành. Thì khi các bạn đến Las Vegas thì các bạn không thể bỏ qua cái quả cầu này được, là tại vì từ sân bay hoặc là từ trên máy bay các bạn đã thấy được cái quả cầu này rồi. Thì bên trong cái quả cầu này là một sân khấu chứa lên đến 10.000 người mọi người, và một cái vé để vào để xem một cái show bên trong là khoảng 59 đô, các bạn có thể mua online nhé. Và để theo dõi được những cái show đó, các bạn có thể check được những cái thời gian online là show nào sẽ chiếu vào giờ nào online nha mọi người. Ok, thì bây giờ mình mời mọi người cùng đi dạo một vòng xung quanh cái quả cầu này với mình nhé. Let's go.